Quý gia tộc qua cái phần làm lễ trao hoa hộp cẩn cho hai trẻ đã xong. Đến cái phần chúng tôi thì không có bàn thờ của gia tiên. Chúng tôi cũng xin phép cho hai trẻ bái thiên địa của nơi ăn chốn ở của mình. Xin mời nhiếp ảnh đứng xích ra ha. Thì trên có hoàng thiên dưới có hậu thổ, cùng củ quyền thất tổ nội ngoại hai bên, cảm ứng chứng minh cho hai gia đình kết tình thông gia trên thượng dưới hòa, cho đôi trẻ được trăm năm hạnh phúc. Trai thì dạng đạo tam can ngũ thường, gái thì dạng được câu tam tùng tứ đức, để thuận vợ thuận chồng thuận sanh hiếu tử. Cổ truyền phụng sự loan phụng hòa minh, sắc cầm hảo hiệp, để truyền tử lưu tôn tích đức trường tồn thiên niên vạn cổ. Cầu bên trên có Phật tổ, nguyện bên dưới có củ quyền, cùng bà con bên nội bên ngoại hiện tiền chứng minh cho đôi trẻ khấu đầu bái lễ. Cũng xin phép quý hai bên bốn họ chúng ta thống nhất cho hai trẻ cúi đầu để xá, mình miễn đi phần lễ gia tiên. Thì cho chàng pháo tay ha, cho hai trẻ cúi đầu. Để coi tụi con nhất lễ, nhị lễ, tam lễ, tứ lễ và lễ thành, rất chân thành cảm ơn. Rồi hai con đứng đây. Qua cái phần đã bái thiên địa rồi cũng xin phép tới cái phần để rót rượu đền ơn sanh thành dưỡng dục của quý ông quý bà bên nội bên ngoại của gia đình của nhà gái. Thì giờ cháu Linh nên rót rượu cho cháu Hữu Nhân với cháu Ngọc Hân để đến được kính rượu ngoại. Ngoại là lớn hết. Mời hai người lên đây, mời hai người lên đây, hai con đứng đây. Hai đại diện gia đình ba mẹ của cô dâu chú rể đó, rồi rất chân thành cảm ơn ông bà ngoại, rồi kính chúc bà ngoại càng ngày càng xinh đẹp, nhiều sức khỏe ha. Rồi qua cái phần này thì ai có quà để mình cho cô dâu gì đó ngày là về bên chồng đó. Rồi nhìn qua nhìn con cái nào đúng rồi. Giờ không gian hẹp rồi, tới đâu mình quay tới đó đi con. Rồi khỏi mời lên nữa, để ngồi tại chỗ đi. Rồi tiếp tục đi, cháu lên bước tới đây rót rượu ha. Rồi hai con cứ đứng đó, con đi ra. Rồi mời ông bà ngoại kia lên đi chụp nên kiểu đi, để đang chịu lại đi phải. Rồi. Rồi đứng cái cô dâu lại cầm. Rồi cầm luôn. Rồi chụp hình đi. Đó. Rồi, nhìn con lại cái này cho đình ơi. Ok. Con lên hai rồi, hai ba cái nữa rồi. Rồi quay hôn cảm ơn cái này. Ông Dượng, okay. Ông Dượng bà gì? Thành ra cũng như ông bà ngoại vậy. Rồi đây là ông ngoại luôn, ông ngoại bà ngoại. Rồi. Rồi đại diện phía gia đình rất chân thành cảm ơn ông ngoại bà ngoại. Hai bà ngoại. Rồi tiếp tục hai bà ngoại có phần quà để nhận rượu mừng ngày du quy xuất giá của cháu. Về nhà chồng. Bây giờ hai bà. Rồi gia đình ơi, con nè, hai ba cái chú rể ơi. Rồi cái hai với ngoại cũng đi cái. Rồi. Luôn luôn. Dạ rồi. Dạ rồi, cạn ly luôn. Đại diện gia đình của cháu Hiệp rất chân thành cảm ơn quý bà, quý cô. Rồi mọi người đứng bên giúp con nghe. Rồi, rất chân thành cảm ơn những phần quà của quý ông, quý bà. Rồi mời hai bà, hai cô mình rồi mình trở về. Hai bà luôn phải không? Rồi mời hai bà. Rồi một hai cô hả? Rồi một bà, một cô. Rồi. Bên bà, bên cô. Rồi. Bà và cô. Rồi rất chân thành cảm ơn cô và bà. Chú. Rồi bây giờ mấy thiếm hay gì? Rồi. Rồi chú tám. Đó. Rồi quay qua cùng đi với nhau nè. Đúng rồi. Dạ rồi. Rồi qua mình để. Mình khui ra rót thêm nha. Rồi tiếp theo nha. Có ít thôi, có ít thôi. Rồi rất chân thành cảm ơn quý gia đình. Rồi mời quý gia đình tiến về. Rồi bà. Bà ngoại nữa. Hai ba cái nữa gia đình ơi, cũng đi cái rồi. Với chị. Rồi rất chân thành cảm ơn. Rồi qua phần dùng rượu chịu lại thì mình có quà để cho cháu. Mừng ngày vui. Chị gái cái ruột. Chị gái ruột. 15 năm. 15. Chị là gái ruột 15 năm mà. Con ơi, con đi qua bên cô dâu đi con. Để mình cho quà. Chị hai. Chị hai với chị ba đó, chị ba cho món quà. Còn chị bên đó có quà cho nữa phải không? Ok, được rồi. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp tục mời năm
5 triệu khoan để nhận nhận rượu đi con cho em cầm tay để chụp quay phim. Trời. Rồi chị hai với chị đó sao chị gì chị Út rồi đó chị hai với chị Út có phần quà để cho em ngày vui quy nhận đi con nhận đi con. Rồi tiếp tục còn mấy chị mấy anh rồi. Anh ba chị ba có lên nhận rượu chịu lại rồi có phần quà. Say thì thông cảm cho chồng con nghe. Rồi. Rồi rất chân thành cảm ơn anh ba chị ba. Mời anh ba chị ba tiến về phía trước dùng tiệc nước. Rồi cậu mợ dùng chung rượu nghĩa tình cùng gia đình ngày vui quy của cháu Ngọc Hân. Rồi có phần quà cho cháu. Rồi thay mặt gia đình rất chân thành cảm ơn cậu mợ. Mời cậu mợ tiến về phía trước dùng tiệc nước cùng gia đình. Rồi còn ai nữa không quý vị? Rồi, qua phần lễ triệu lại thì cậu mợ đó. Cậu mợ ta... Rồi thay mặt gia đình rất chân thành cảm ơn cậu mợ. Chúc cậu mợ mua mai bán đắt ha. Rồi qua lễ. Rồi quay nhìn con cái nè. Cũng đi nhìn con cái kỷ niệm. Rồi giờ bên phía gia đình quà cho hồi môn cho con bằng mấy món quà. Có nói số lượng trọng lượng ha, ba món quà được rồi ha. Rồi cho ba món quà. Có phần của hồi môn cho con về để xuất giá về bên chồng thì có ba món quà. Đó là cho con hai chiếc lắc tay, hai chiếc vòng tay với mà một chiếc nhẫn đi cho chú rể. Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay quý vị ơi. À đó, đó rồi, cháu đứng vậy đó. Coi nhìn coi cái con chụp tấm hình với cha cái đúng rồi. Dạ rồi. Rồi hai ơi nhìn anh coi cái ha. Không được. Cười mỉm mẹo. Ok. Rồi giờ cho con gái hôn mẹ rể hôn tặng cha nụ hôn để đền ơn sanh thành dưỡng dục của cha. Tặng cha nụ hôn chứ tặng nhà sản xuất chúng ta cho chàng pháo tay quý vị ơi. Tặng nhà sản xuất ra. Rồi đó bây giờ rất chân thành cảm ơn. Rồi rồi rượu lưu ly chân quỳ tay rót cha mẹ uống cạn chung rượu này con nối gót theo chồng thì mọi sự thì hôm nay đó là được cái sự sanh thành dưỡng dục. Rồi hai cháu nhận rượu của con mình. Rồi hai đứa cúi đầu nhẹ nhẹ cho ba mẹ ha. Rồi hai đứa cùng ly. Vô. Rồi quá ngon ha. Bây giờ xong hai đứa trở về chỗ ngồi. Rồi bắt đầu là đây để kính rượu ông rồi quý bà. Rồi người chung rượu hết đi. Rồi tiếp tục là mình di chuyển qua. Ông Dượng đại diện. Ông chú. Ở đây là ba. Rồi. Đúng rồi, kéo xích lên. Rồi quay vòng quay lên trước mình ngồi đi. Rồi quay vòng trong. Bác ơi nhận rượu giùm con cái bác ơi. Đây là cha, đây là ông chú. Rồi ông chú ơi nhìn con cái ông chú ơi. 2 3 cái ông chú ơi, rồi cũng ly luôn cha. Cũng ly ngủ luôn. Rồi tiếp tục bên đây. Chức vụ làm sao? Cậu đây gì? Tuyên bố là tới giờ rước dâu thỉnh họ. Rồi đây cậu mợ. Rồi cậu mợ. Cậu mợ đi, cậu mợ đi tới lên đây. Rồi cậu mợ đền ơn là cậu mợ có công lên để rước dâu thỉnh họ. Rồi Linh bước tới cầm chung rượu rót luôn mời bác. Con cho chuyển vô gia đình và kính trình quý gia tộc qua cái phần đến làm lễ rước dâu thỉnh họ tại tư gia gia đình và gái chúng tôi đến đây được kết thúc mỹ mãn. Cho chàng pháo tay để kết thúc quý vị ha. Rồi mời quý vị tiến về phía trước chúng ta dùng tiệc nước cùng gia đình.